thưa quý khán thính giả, như truyền thống hàng năm, năm nay Phòng Thương mại Auckland tổ chức đêm hạnh ngộ lần thứ 22 với chương trình dạ tiệc và dạ vũ vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 13 tháng 12 năm 2013 tại nhà hàng Legendary Palace, thành phố Auckland. Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh chúng tôi là ông Trần Hồng Phúc, là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam thành phố Auckland. Thưa ông, xin ông có thể cho biết mục đích tổ chức và những hoạt động vừa qua của Phòng Thương mại. Dạ, trước hết xin chào anh Mỹ Lợi và xin chào quý vị khán giả của đài SBTN. Thì mục đích của đêm hội ngộ hôm nay là đêm hội ngộ thứ 22 của Phòng Thương mại Việt Nam Auckland và phụ cận. Đã đêm hội ngộ hôm nay là mục đích chúng tôi để tạo điều kiện, tạo những môi trường cơ hội cho tất cả những thương gia, giới doanh nghiệp trong thành phố có cơ hội đến đây để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cũng như học hỏi lẫn nhau và networking trong ngành nghề. Chúng tôi rất là tự hào, mặc dù có thể là cái số người Việt ở thành phố Auckland nó không có nhiều giống như những thành phố khác trên nước Mỹ, thì Phòng Thương mại Việt Nam Auckland là một cái tổ chức mà có thể nói là duy nhất ở vùng BRA nói riêng và toàn thể Bắc Cali nói chung là vẫn tồn tại, duy trì và hoạt động trong suốt 22 năm vừa qua ở vùng này qua 4 đời mà thị trưởng Auckland. Buổi tiệc được khai mạc lúc 8 giờ tối. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi long trọng giới thiệu ông Trần Quốc Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, lên đây để có lời cùng tất cả quan khách và sân khấu. Xin mời anh Trần Quốc Thông. Đây là năm thứ 22 của Phòng Thương mại. Thì anh em chúng tôi cũng cố gắng để có một cái buổi tiệc như hàng năm. Tất cả quý vị có lòng hữu ái mà đến để tham dự cái buổi tiệc của chúng tôi tối nay, thì xin đại diện tất cả các anh em xin có lời thành thật cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi cũng hy vọng rằng không những năm nay mà những năm tới sẽ có những cái buổi tương tự như này, thì xin tất cả quý vị cũng ban cái lòng ưu ái và đến với anh em chúng tôi để có cái tình thân ái và tương trợ cho Phòng Thương mại. Tiếp đó, ông Trần Hồng Phúc, Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại Việt Nam Auckland, sau lời cảm ơn quan khách đến tham dự và các vị mạnh thường quân đã bảo trợ cho buổi tiệc, ông nói tiếp. Thay mặt tất cả anh em trong Phòng Thương mại xin được cảm ơn. Lần nữa cảm ơn sự tình nguyện của tất cả quý vị và chúc quý vị một đêm vui vẻ, hạnh phúc, một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới thành đạt, gặp nhiều điều may mắn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tiếp đây xin được trân trọng giới thiệu cô Denise Mạ Nguyễn, Phó Chủ tịch Ngoại vụ của Phòng Thương mại Auckland, đến đây để có lời cùng quan khách và quý thân hữu. Xin mời cô. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much, and I'd like to welcome you all to our 22nd annual Vietnamese Chamber of Business Chamber of Commerce. I'll keep it short and simple. Every year we have this event so that way everyone can come together and forget about work and just enjoy the night and enjoy each other. At this time, I also want to recognize a couple of special guests that are here with us today. I know that Bob Bonsi was here first, but he gave his regards. He wasn't able to stay, but he wished OVCC a great night. The second person I'd like to introduce, he's very young. He's currently Police Review Commissioner for City of Auckland. He's also the Juvenile Justice Commission for Alameda County. He's actually running for District 2 City of Auckland candidate, and I want you to welcome him. He would like to come up and say a few words. Sukum Mao. First off, I want to thank you to the Auckland Vietnamese Chamber of Commerce. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Vice President. I just want to wish everybody a happy holidays, first of all, and I thank you so much for inviting me to this great event. Is everybody having fun? Yeah. Great, that's what I like to hear. District 2 represents Chinatown, Clinton Park, the Vietnamese community businesses, and all up in the hills, Lakeshore, and Grand Lake. So that's the entire District 2, and I look forward to working with each and every single business owner here to work together to advance the Vietnamese businesses and continue to contribute to the successes of all the Vietnamese business owners and the Vietnamese community.
I want to work hard so we can continue to grow the economy and also create a space that is safe for our children and our students and create quality public education for the entire city. That's what I'm trying to do. That's the reason why I'm running for city council, and I hope I get your support and the Vietnamese community support. I look forward to working with everyone. Thank you so much. Thank you very much. Chúng tôi xin được giới thiệu tất cả các thành viên của sáng lập viên của Hội đồng Quản trị và mời tất cả quý vị lên đây để chụp hình lưu niệm. Xin mời anh Chủ tịch Trần Quốc Thông, anh Trần Ngọc Sơn, anh Anthony Phạm, anh Mã Thắng, anh Nguyễn Kỳ Dương. Và Hội đồng Điều hành gồm có Chủ tịch Trần Hùng Phúc, Phó Ngoại vụ cô Denis Mà Nguyệt, Phó Nội vụ anh Nguyễn Cập, Thủ quỹ anh Dương Sung, Thư ký cô Vương Hồng Hạnh. Luật sư Nguyễn Tâm, ứng cử viên nghị viên khu vực 7 thành phố San Jose, cho biết cảm tưởng của ông. Thưa anh Mỹ Lợi và thưa quý vị của Đài Việt Hùng Vịnh, có hai lý do rất là cụ thể. Vì thứ nhất, hôm nay chúng tôi tới để chia vui với quý hội ở đây đã được 22 năm. Nói chung, ở vùng East Bay rất đông người Việt Nam và có một cái tổ chức lãnh đạo như vậy để thứ nhất là vận động về thương mại cho người dân và thứ hai là một cái cơ hội chung đồng hương gặp nhau. Đó là về phố Oakland. Riêng chúng tôi là người San Jose lên thăm để học hỏi cái kinh nghiệm đó và quả thật để có một sự hưng phấn và tinh thần, tại vì San Jose đông dân hơn mà chưa có được một cái hội thương mại có thể nói là quy củ như vậy. Vì vậy đó là cái dịp thứ nhất để tới chia mừng và thứ hai cũng chia sẻ tình thân và học hỏi thêm kinh nghiệm, biết đâu đóng góp cho người tiểu thương tại vùng San Jose. Và đó cũng nằm trong một cái nghị trình chúng tôi muốn để phát triển và cải tiến và tranh đấu cho người Việt tại thành phố San Jose trong tương lai tại khu vực 7. MC Lê Đình Sung giới thiệu chương trình buổi tiệc gồm phần văn nghệ đặc sắc với các ca sĩ địa phương, đặc biệt có ca sĩ Tú Quyên. Ngoài ra, còn có phần rút thăm các vé số được bán tại các bàn tiệc với các giải trúng gồm có iPhone 5S, iPad Air, camera, dây chuỗi ngà voi, đồng hồ, v.v. Kết thúc phần khai mạc, ban tổ chức xướng danh các nhà bảo trợ và mời họ lên sân khấu để trao tặng hoa và chụp hình lưu niệm. Sau đó, mọi người thưởng thức chương trình dạ tiệc và dạ vũ trong không khí thân mật và ấm cúng. Mời quý vị xem trích đoạn ngắn phần văn nghệ như sau. Thank you.
tiệc kết thúc vào khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, Mỹ Lợi tường trình từ thành phố Auckland xin thân ái kính chào quý vị.